Thế xưa, tối qua Triển Hồng đã nói hết mọi việc cho tôi nghe. Thật sự tôi vẫn không tin. Và tôi thật không ngờ tại sao người anh trai lại bắt cóc đứa em trai ruột của mình, còn không cho ông một con đường sống. Nhưng tại sao, sao đã lại lấy 100 triệu ra để cứu ông? Cuối cùng là vì sao? Thật sự tôi không hiểu. Nếu như ông ấy hại ông, tại sao nhiều năm nay tốt với hai mẹ con tôi chứ? Cả nhà đều rất tốt với chúng tôi. Chị dâu rất tốt với chúng tôi. Diệu tổ cũng rất tốt với chúng tôi. Không lẽ tất cả mọi thứ đều là giả? Tôi còn biết phải tin ai đây? Tôi không biết nên tin ai nữa. Má, bây giờ nhà chỉ còn lại hai chúng ta. Má nhất định phải tin con. Anh hai và Sammy cũng có nhắc về chuyện này với anh, nhưng anh cũng muốn nghe thử ý kiến của em. Em cũng ủng hộ Sammy yêu cầu Diệp Thị giải trình, bồi thường tổn thất. Chúng ta với Diệp Thị là thông gia, làm vậy sẽ khiến cho anh hai khó xử lắm. Chính vì họ ỷ mối quan hệ thông gia, mấy năm gần đây thói cắt xén càng ngày càng quá đáng, đã tới lúc phải giải quyết. Nhưng nếu như làm lớn chuyện này, anh hai sẽ mang tiếng tắc trách. Nè, vấn đề này thì chúng ta có thể biến nó thành trách nhiệm của phòng công trình. Lúc cần thiết phải tìm vài người ra để thế mạng thôi. Hạng mục tu sửa bến cảng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nếu như lúc này thông tin ăn sáng nguyên liệu lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng lòng tin của nhà đầu tư. Nếu như sau khi khởi công công trình tu sửa mới bị người ta vạch trần, má thì chúng ta sẽ có thêm tội danh cố ý che giấu. Chỉ bằng bây giờ xử lý xong việc này và thông báo ra ngoài, như vậy càng thể hiện được năng lực lập lại trật tự, giải quyết vấn đề của mình. Hội đồng quản trị có rất nhiều lão làng có giao tình với Diệp Thị, ba lại trọng tình nghĩa. Sau sự việc lần này, họ nhất định sẽ có thành kiến với Sammy. Hội đồng quản trị cũng chỉ theo ý của bác hai. Sau khi bác hai biết sự việc này, vẫn không hề có động thái, rất hiển nhiên là cho phép sự việc này xảy ra. Dường như là mọi chuyện em với Sammy đã tính toán hết rồi. Và anh có ủng hộ không? Hai người đã tính toán chu toàn rồi, anh được phép phản đối sao? Hay lắm. Ê chú, đi đi thôi, chơi chung đi. Hả? Tôi không có biết chơi. Để tôi dạy cô chơi. Bye bye. Bye bye. À, được rồi, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Thôi chết, cô làm rớt ví tiền rồi. Bây giờ trên người không có tiền luôn. À, ok ok, con ở đây chờ má, má nhanh lên nha. Vô, chú đi, sao tình cờ vậy? Nick, lợi hại nha, vẫn còn nhớ tên của tôi. Tôi không có gì giỏi, giỏi nhất là trí nhớ tốt, nên anh đừng có đắc tội nha. Sao vậy, mua đồ ăn đi. Tôi không có tiền. Ồ, vậy tôi mời cô nha. Vậy hả, vậy tôi không khách sáo nha. Làm ơn, cho tôi hai xiên cá viên, hai xiên xíu mại, thêm một ly cà phê sữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi có gọi cả phần của anh nữa, mình cùng ăn đi. Ồ, cảm ơn nha. Ôi trời ơi. Nè, đừng lo, tôi có khăn giấy nè. Tôi chết rồi, không biết có chùi ra không nữa. Thì nhúc nhích, cũng khó chùi thiệt đó. Nè. Áo này mới mua đó. Thằng nhóc,
ba ngày bắt mặt làm gì đó, sợ sợ hả? Dạ không phải, tôi giúp cô ấy chùi giấy số trên áo thôi mà, tôi không có làm gì hết. Cậu là nhân viên IT của công ty mà. Hai người quen nhau hả? Phải, cậu chính là má tôi đó. Chào bác gái. No, đừng gọi tôi là bác gái, gọi tôi là cô Mã. Chúng ta đi. Sao con dính vào loại người đó? Cái gì chứ, Nick là khách hàng ở club của con mà. Còn ác, ban đêm hay ra đường chơi bời, đâu phải là người tốt. Hẹn chi mượn cớ để đụng tay đụng chân. Gọi mở lên họp à? Không phải, tôi cài đặt một ứng dụng, cứ có một buổi biểu diễn ca kịch hay ca nhạc quy mô lớn được báo tôi biết. Nè, cậu có nhớ đến buổi nhạc kịch Guest không? Nhớ chứ, là diễn sao? Không phải là diễn mà là đang diễn đó. Tối nay là buổi diễn cuối cùng nè, nên mới nhắc tôi. Thật ra thì lần đầu tiên có buổi diễn tôi đã có thể xem rồi. Nhưng mà cái người hẹn tôi đi xem đột nhiên lại lỡ hẹn, chỉ để lại tin nhắn xin lỗi đã bay đi mất rồi. Thật ra lần đó công ty có chút việc cần tôi phải đi ngay. Đừng nói là mở giận tới bây giờ nha. Nè, tôi đương nhiên là giận rồi. Tôi giận nhất là cậu không để lại tấm vé cho tôi, không cho tôi cơ hội được xem thôi. Vậy lần này là phiền anh Marco. Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. À phải rồi Marco, anh có hứng thú xem nhạc kịch không vậy? Tôi có hai tấm vé xem két. Tối nay là buổi diễn cuối cùng rồi, nhưng tôi bận việc đột xuất không đi được đâu. Nếu anh thích thì anh đi xem đi. Nhưng mà cái người hẹn tôi đi xem đột nhiên lại lỡ hẹn, chỉ để lại tin nhắn xin lỗi đã bay đi mất rồi. Tôi giận nhất là cậu không để lại tấm vé cho tôi, không cho tôi cơ hội được xem thôi. Bây giờ Marco, nói trước với cậu là hôm nay tôi phải về sớm, có gì để sáng mai bàn trước cuộc họp. Bye bye. Sammy. Tôi muốn nói là nếu sáng mai họp lúc 9 giờ sáng, tốt nhất là bàn lúc 8 giờ rưỡi. Ok, 8 giờ rưỡi gặp nha. Bye bye.